Mừng quý chị và các bạn mình đã quay trở lại với kênh ô tô miền Nam nha. Thì trong cái dịp xuân 2022 đã trải qua rồi thì Hảo cũng xin chúc quý anh chị mình đầu năm mới an khang thịnh vượng và những quý bác tài mình đi đường quẹn dặm bình an đó. Và trong năm 2022 này thì Hyundai, đặc biệt là cái dòng New Mighty 75S trước mặt quý anh chị đây, đã ra mắt cái phiên bản 2022 số khung mới nhất vừa cập bến tại Hyundai miền Nam nha quý anh chị. Đó, thì hiện tại đây trước mảnh quý anh chị, đây là một cặp xe màu trắng và đã được lên thùng ra phiếu thiết kế tại Hyundai miền Nam. Đó, những con xe sớm nhất có mặt tại miền Nam dành tặng cho đối với anh chị. Nếu mà quý anh chị nào mình có nhu cầu mình sở hữu thì liên hệ trực tiếp qua cho Hảo và Hảo sẽ tư vấn báo giá cụ thể cho quý anh chị mình để quý anh chị mình có thể sắp xếp thời gian nhận xe sớm nhất. Đó, thì đối với cái dòng Hyundai New Mighty 75S thì nó sẽ ra cái mức tổng tải sẽ là được là 7,5 tấn và cái tải trọng cho phép chở của nó, nếu mà quý anh chị mình B2 thì quý anh chị mình có thể là lựa chọn cái phiếu tải 3,5 tấn đó, chính xác hơn là 3,495 tấn đó, B2 đi được nha. Đó, còn quý anh chị nào mình sử dụng bằng C, tài xế mình muốn chạy xe, mình có thể là lấy cái phiếu 4,1 tấn để cho cái tải trọng hàng hóa được nhiều hơn. Đấy, và đặc biệt hơn một cái phiếu mà quý anh chị mình có thể là đi được vào ban ngày trong thành phố trừ những cái giờ cấm ra thôi, đó là phiếu tải trọng 1,8 tấn, tổng tải 4,995 tấn đó, đi được vào thành phố vào ban ngày. Và cái phiếu này hiện tại bên em chỉ còn có vài chiếc nữa thôi là đã hết hàng rồi đó, và sẽ không ra phiếu thiết kế này được nữa. Đó, quý anh chị nào mình có nhu cầu thì hãy nhanh tay lên. Này, còn phiếu 1,8 tấn nha. Đó, chỉ còn vài chiếc nữa thôi là hết hàng rồi. Đó, còn 3,5 tấn, 4,1 tấn hiện tại đang có sẵn xe. Quý anh chị nào mình có nhu cầu mình đặt theo thì chúng em sẽ đóng theo yêu cầu của quý anh chị. Đó, thì phiên bản New Mighty 75S, đối quý anh chị nào mình sử dụng cái phân khúc tải 3,5 tấn, 4 tấn thì nó sẽ là cái phân khúc để cho quý anh chị mình đáng quan tâm và quý anh chị mình có thể là lựa chọn sử dụng. Đây, vì xe Hyundai là dòng xe được nhập khẩu 3 cục từ Hyundai Hàn Quốc. Đó, hàng nhập 3 cục bao gồm là động cơ nè, cabin nè và chassis, chassis xe. Đó, thì phần chassis nó sẽ được luyện kim từ bên Hàn Quốc nhập về Việt Nam. Đây, về tại nhà máy Hyundai Thành Công sẽ lắp ráp và ra phiếu. Đó, và đặc biệt hơn thì về Việt Nam đối với dòng xe tải thì sẽ đóng thùng lên và đơn vị chuyên dụng miền Nam sẽ là đơn vị ra phiếu thiết kế và chuyên đóng thùng theo yêu cầu của quý anh chị mình luôn. Đó, rồi thì đối với cái mẫu 75S năm 2022 này thì thiết kế nó sẽ giống như những cái mẫu cũ, vì thiết kế nó khá là tinh tế nha. Dòng 3,5 tấn, 4,1 tấn, thùng dài lọt lòng của nó sẽ là chiều dài là 4m450 và cái bề ngang nó là 2m050 và cũng như cái chiều cao nó là được 1m850 nha quý anh chị. Đó, kích thước hàng hóa vừa cỡ quý anh chị mình có thể là đi những cung đường quay chở khó khăn nè, vì cái thùng nó không có dài quá. Đó, quý anh chị mình sử dụng rất là phù hợp, quay chuyển dễ dàng hơn. Đó, đường mà đường hẹp chúng ta có thể cũng thể đi được nha. Đó, đã xe tải mà. Đây, rồi. Nhìn bề ngoài thì logo thiết kế của Hyundai mạ chrome này cũng đặt phía trước và nó sẽ nằm ở vị trí chính giữa của lưới tản nhiệt luôn. Đó, logo mạ chrome sáng bóng. Đây, lô mới nhất mà. Đây, qua đây Hảo sẽ cho quý anh chị mình xem cái số VIN nha. Đây. Đây. Về nhà máy Ninh Bình lắp ráp. Đây, khối lượng toàn bộ đây 7,500 kg. Đây, lắp ráp nè, ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Đây, địa chỉ tại Ninh Bình nha. Và năm sản xuất của nó là năm 2022, số VIN mới nhất luôn. Đó, dành tặng đến quý anh chị nếu anh chị nào mình có nhu cầu mình sử dụng nha. Đây, và bên đây là hiện tại là xe chassis chưa được gác thùng. Đây, thì đối với thằng chassis nè, quý anh chị thấy nè. Đây, chassis là được nhập từ Hàn Quốc nha quý anh chị. Đối với Hyundai sử dụng là hộp số DMOS nè.
Đây, cầu Demos nha quý anh chị. Này, cầu khá lớn nha. Này, cầu 3 tấn rưỡi nhưng mà nó sử dụng cầu khá là to nha quý anh chị. Và đặc biệt Hyundai thì nó có thêm cái hệ thống phanh theo tải trọng. Này, cân bằng lực phanh nha quý anh chị. Nếu mà chúng ta chạy cái lượng hàng nó nhiều thì cái lực phanh cho ga thì nó sẽ nặng hơn khi mà chúng ta chạy hàng nhẹ hoặc là chạy hàng không xe. Đấy. Còn nhíp vẫn được nhập từ Hàn Quốc luôn. Nhíp là nhíp 2 tầng nha. Đây, hệ thống nhíp 2 tầng. Khi chạy hàng thì cái tầng phía trên thì nó sẽ cắn vào cái gù này thì nó sẽ hoạt động nha. Đó. Còn nếu chúng ta đi không xe hoặc là hàng không tải thì sử dụng một tầng nhíp thôi, giúp nó sẽ giảm sốc. Này. Rồi. Sang phía sau thì đối với Hyundai mà xưa giờ đèn sử dụng là đèn ba ngăn. Này, vẫn giữ nguyên nha. Đèn báo phanh nè, xi nhan báo rẽ nè và đèn hậu vào ban đêm cũng như là đèn phanh luôn, tích hợp đèn phanh luôn nha. Và ở đây có một cái đèn báo biển số luôn. Này. Cản là cản zin nè, nhập về nè. Này, thép khá là chắc nha quý anh chị. Này. Và đối với dòng xe tải sử dụng hai lớp đồng bộ luôn, lớp trước và lớp sau đồng bộ. Đây, lớp sử dụng là lớp DRC. Đây, thông số lớp là lớp 7 chấm và cái mâm này sử dụng là mâm 16, sử dụng cùng với mâm của 7 tấn nha. Đây, lớp nó sẽ nhỏ hơn, lớp chỉ 7 chấm thôi. Và sử dụng là lớp gai ngang nha quý anh chị. Này, giúp cái độ bám đường nó sẽ tốt hơn. Đó, đi những đường đèo, đường dốc, đường sình lầy gì nó sẽ bám tốt hơn. Và cái lớp gai trước là lớp dẫn này, lớp dẫn động này, nó sẽ truyền cái chuyển động, nó sẽ hướng cái hướng xe đi đó, thì nó sẽ là lớp gai dọc để giúp cho con xe nó hoạt động một cách êm ái mượt mà hơn đó. Và vì trang bị lớp trước lớp sau như nhau thì nó sẽ làm cho một cái là lớp dự phòng. Này, lớp dự phòng đặt ngay phía sau nha quý anh chị. Vẫn là lớp DRC 7 chấm mâm 16. Này, có cái mâm luôn nha. Đó. Mâm hợp kim nha, sơn màu đen nha quý anh chị. Đây. Đối với dòng xe tải 3 tấn rưỡi sử dụng nhiên liệu dầu, được trang bị bình dầu tương đối là khá lớn nha. Này. Đối với cái bình dầu như thế này chúng ta di chuyển trong cái cự ly là khá là xa rồi. Này. Bình dầu Hyundai nha quý anh chị, nhập khẩu luôn nha. Này, có mã QR code nè. Này, chúng ta có thể là check hàng nha. Đó. Rồi, thì động cơ Hyundai mà. Bây giờ Sảo Hảo sẽ khởi động cho quý anh chị nghe cái tiếng động cơ nha. Đây. Rồi, đối với xe Hyundai thì trước khi khởi động ta nên đập con nha. Khởi động. Rồi, Hyundai. Đây. Rồi, đối với dòng Hyundai Niemati 75S thì nó sẽ được trang bị cái khối động cơ với dung tích xi lăng là 3.9 lít và nó sẽ cho ra cái công suất 140 mã lực nha quý anh chị. Đó, và Hảo sẽ mở cho quý anh chị mình xem khối động cơ nhé. Đây, động cơ Hyundai D4GA sử dụng nhiên liệu dầu. Này, phun dầu điện tử nha quý anh chị. Này, phun điện nha, hay còn gọi là ga điện ga, hoặc là chúng ta có thể là phân biệt được ga điện và ga cơ đó. Đó, xe này là ga điện nha quý anh chị. Đó, động cơ D4GA Hyundai cho ra công suất 140 mã. Đó, đi kèm theo đó là hộp số 5 cấp 5 tiếng một lùi nha. Đây. Rồi. Ok, bây giờ Hảo sẽ mời quý anh chị mình vào bên trong cái fan cabin để xem phiên bản 2022 này nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, xin mời. Đang có mặt tại bên trong fan cabin của con Niemati 75S nha quý anh chị. Đó, xe vẫn giữ nguyên thiết kế cũ luôn, trần đã được bọc da rồi nha. Đó, trần da nè, ghế nó vẫn giữ nguyên là ghế nỉ nha. Đó, bên hông nó có mang một lớp da nè, để cho quý anh chị mình vệ sinh sạch sẽ hơn nha. Đó, xe đi được 3 người nên là khoang cabin khá là rộng rãi và thoải mái. Đấy, đây, xe được trang bị hộp số nè, 5 tiếng nè, một lùi nè. À, và đặc biệt thì đối với cái dòng xe này thì nó sử dụng cái nguồn điện là 24V. Đấy, nên là nó sử dụng cái tẩu thuốc 24V luôn. À, đấy,
có tẩu thuốc nha. Để chúng ta mồi thuốc, hút thuốc lá trên xe. Khi mà chúng ta đi một cung đường dài khá là mệt mỏi, chúng ta có hút thuốc thư giãn hơn, sảng khoái hơn, để tỉnh táo hơn trong quá trình chúng ta di chuyển trên đường. Đó. Rồi, vô lăng Hyundai mà. Đây, trợ lực là trợ lực dầu. Đó, xe tải thì nó phải có trợ lực, đánh lái nó mới nhẹ được nha quý anh chị. Đây, trợ lực dầu. Đây. Xe cũng được trang bị dàn lạnh hai chiều luôn. Đó, vẫn giống như cái phiên bản 2020, 2021 và radio FM. Đây, đèn gầm. Và đặc biệt cái dòng này thì nó có thêm một cái nữa, đó là phanh Cupo. Này, đổ đèo nè. Đó, phanh bằng động cơ nè. Đó. Đó, phanh bằng động cơ nha quý anh chị. Thì cái hệ thống phanh này nó sẽ đặt ngay cái phần hệ thống khí xạ của động cơ. Đó. Rồi. Bây giờ Hảo sẽ quay cho quý anh chị xem về cái mẫu thùng mui bạc đóng tại chuyên dùng miền Nam. Với cái mẫu thùng mui bạc đóng tại chuyên dùng miền Nam thì quý anh chị nhìn vào, quý anh chị thấy được này, biên là biên inox nè, này bảng lề inox và những cái phá tôm thùng này và cái móc này bên chuyên dùng miền Nam bên em đóng bằng inox cho quý anh chị, để cho cái tuổi thọ thùng cũng như là cái chất lượng thùng nó sẽ lâu hơn, nó bền hơn, nó sẽ đẹp hơn. Đó, mua tại miền Nam quý anh chị mình sẽ được những cái lợi như thế. Đó. Và khung xương, đây Hảo sẽ mở cho quý anh chị mình xem cái phần khung xương nhé. Khung xương bên em đóng cho khách hàng. Đây, khung xương kẽm nha quý anh chị. Đây, khung xương kẽm nè. Và tại những cái món hàng này bên em hàng xong mài lại và sơn chống nguyên sét ăn mòn nha. Đó. Giúp cho cái phần khung xương xe được gia cố chắc hơn. Chúng ta di chuyển, chúng ta chở hàng hóa, nhiều lúc chúng ta có thể là chở hàng tải hơi nặng xíu nhưng mà cái thùng nó chất lượng, đi an tâm vững vàng hơn. Đó. Về xe thì đương nhiên là phải làm về inox rồi, vì đây là cái phần chắn bùn. Khi chúng ta vào trời mưa, những cái chi tiết này nó sẽ hay bị rỉ sét ăn mòn vì nó tiếp xúc trực tiếp với bằng cát, phần đường phía dưới mặt đường nó sẽ bắn lên. Đó. Và phần chassis này, chassis đây bên em sơn cho khách luôn nha, sơn chống rỉ sét ăn mòn nha, sơn màu đen lên cho khách hàng luôn. Và giữa cái taxi với cái phần đà dọc nó sẽ có một cái miếng cao su giảm chấn để cho chúng ta di chuyển thì nó sẽ im hơn, nó sẽ không có bị lắc thùng hoặc là sàn thùng, nó sẽ không có cái độ mà cứng á, nó va chạm với nhau. Đó, giúp con xe vận hành im ái. Đây đây, đối với cái phần đèn hậu thì thùng mui bạc vẫn làm cái khung bảo vệ đèn. Đây, khung bảo vệ nha quý anh chị. Đây. Khi loại chúng ta có nhành cây hay là những cái vật bên ngoài va chạm thì nó sẽ không ảnh hưởng với cái hệ thống đèn hậu phía sau. Đây, nó sẽ giảm chấn lại. Đây. Rồi, về phần cửa phía sau thì quý anh chị mình có hai sự lựa chọn. Một là quý anh chị mình có thể sử dụng cái dạng mở cánh như chiếc ảnh quý anh chị mình đang xem đây, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng cái dạng mà chống vỉ nha, chúng ta có thể là mở vỉ bật lên. Đó, có hai sự lựa chọn cho quý anh chị nếu chúng ta đóng tại chuyên dùng miền Nam, đóng thùng theo yêu cầu. Rồi rồi, thì Hảo cũng xin cảm ơn quý anh chị mình hồi nãy giờ đã theo dõi hết cái video clip lần này. Nếu mà quý anh chị mình có nhu cầu mình sử dụng cái dòng xe tải 3,5 tấn hoặc là 4,1 tấn Hyundai Nemity 75S là một sự lựa chọn dành cho quý anh chị mình. Đó. Đối với cái xe Hyundai Nemity 75S đã ra phiên bản 2022 và cập bến Hyundai miền Nam sớm nhất. Đó. Nếu mà quý anh chị mình có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp qua cho Hảo qua số điện thoại 0908 965 300 hoặc là đến ngay trực tiếp tại showroom Hyundai miền Nam, địa chỉ số 88 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì vị trí bên em cách ngã tư cầu vượt Bình Phước, hay nói khác hơn là chợ đầu mối Thủ Đức hướng về ngã tư An Sương, tầm khoảng 500m thôi. Trước khi đi xem xe hoặc là xem thùng, quý anh chị mình nhớ nhắc máy lên, gọi điện qua cho Hảo nha. Hảo sẽ tư vấn và đón quý anh chị mình nhiệt tình nhất. Đó. Rồi, Hảo xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở một video clip lần sau nhé. Xin chào.